Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn kiểm tra của Đảng ủy Công an Trung ương có buổi làm việc với tỉnh ủy Hưng Yên về kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 44 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2019-2022. Dự buổi làm việc có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh, trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kết luận số 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều mô hình điển hình có hiệu quả được nhân rộng. Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được phát hiện và giải quyết kịp thời tại cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết cùng phát triển với các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần quan trọng bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Giai đoạn 2019-2022 được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, các ban ngành trung ương, tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp xây dựng nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đơn vị địa phương và cơ bản đã đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra. Tình hình an ninh chính trị trên các lĩnh vực địa bàn được bảo đảm ổn định, không để xảy ra các điểm nóng, không để bị động bất ngờ, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng ngừa xã hội thực hiện có hiệu quả hơn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, phát động sâu rộng, duy trì thường xuyên, thực sự đi vào cuộc sống, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến được nhân rộng, nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Công an tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực giúp tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, xây dựng, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 139 trên 139 xã đảm bảo tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì hoạt động của 863 hòm thư tố giác tội phạm. Thông qua nhiều hình thức, quần chúng nhân dân tích cực cung cấp trên 6.000 tin báo giúp cơ quan công an xác minh điều tra làm rõ nhiều vụ việc. Hiện trên địa bàn tỉnh có 900 mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, 72 cụm liên kết an toàn về an ninh trật tự tại địa bàn giáp danh. Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh không còn địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, 32 trên 32 địa bàn được chuyển hóa thành công. Năm 2022, tỉnh Hưng Yên vinh dự được Bộ Công an lựa chọn tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện và triển khai kết luận số 44 giai đoạn 2019-2022 tại tỉnh Hưng Yên. Tỉnh ủy Hưng Yên đã bám sát và triển khai theo 6 nội dung yêu cầu của Ban Bí thư với nhiều kết quả nổi bật. Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ và luôn coi công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra. Để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, vận động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các ban, sở ngành đoàn thể cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Là các đồng chí quan tâm lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi sâu, rộng nhưng mà nó phải mang chất thực chất, hiệu quả hơn và đặc biệt quan tâm là tổ chức triển khai, thực hiện ở cơ sở và đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong doanh nghiệp và lực lượng công nhân. Đây là cái điểm mà để chúng ta ứng phó với tình hình mới là chúng ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, vấn đề về an ninh trong các doanh nghiệp với vai trò của các doanh nghiệp và người lao động tham gia vào bảo vệ an ninh trật tự rất quan trọng. Thì tôi đề nghị các đồng chí rất lưu ý đến khía cạnh này, nó gắn với đặc điểm tình hình của địa phương của chúng ta.
chúng ta cần phải thống nhất nhận thức là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có thể nói là cơ sở hết sức là quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.